Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bệnh nhân khá là đặc biệt của hệ thống bệnh viện mắt chúng tôi. Một bệnh nhân này tức là cũng chờ đợi rất là lâu mới đến cái thời gian bạn có thể đến bệnh viện để khám mổ. Thứ nhất là cũng do dịch bệnh và cái thứ hai nữa là về vấn đề về tài chính nên bạn ấy cũng chưa thể đến được. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp bạn ấy để xem cái trải nghiệm của bạn ấy khi mà đến với bệnh viện của chúng tôi thăm khám cũng như là phẫu thuật xong thì cảm xúc của bạn ấy sẽ như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Như đã giới thiệu với các bạn vừa rồi xong, đây là bạn Hoa. Giờ hôm nay đến với bệnh viện chúng tôi thì bây giờ bạn có thể là cho chia sẻ với cả quý vị khán giả ở đây về các cái trải nghiệm của bạn khi mà đến thăm khám cũng như là phẫu thuật tại bệnh viện mình. Dạ được ạ. Em có biết qua bệnh viện Mắt Hitech là qua Facebook và em đã tìm hiểu thì đây là một bệnh viện đã uy tín và đã có 21 năm rồi. Thì em có qua bệnh viện và em trước khi qua bệnh viện thì em tư nhờ các chị ở trên fanpage tư vấn trước, được các chị tư vấn nhiệt tình. Em qua bệnh viện thăm khám từ khâu chuẩn bị chào đón đến các bác sĩ sẽ đo mắt trước, khám mắt trước xong rồi mình sẽ mới bắt đầu mổ mắt, thì em cảm thấy trong quá trình đó thì các bác sĩ rất là tận tâm và nhiệt tình nữa. Thì sau quá trình mổ này thì em thấy là rất là nhanh và không nghĩ là nó nhanh như vậy. Vừa mới mở mắt chắc là tầm mổ mắt thì chỉ mất tầm khoảng 5 phút thôi ạ. Và bây giờ thì mắt em cảm thấy là sau mổ mắt thì nhìn thấy rất là sáng rồi. Và chỉ cho mắt hồi phục là sẽ chắc là sáng hơn nữa. Chị hỏi thăm Hoa thêm một chút là về cái cảm nhận của Hoa trước khi mổ. Thì hầu như là bệnh nhân nào cũng có cái cảm giác đó là lo lắng này hoặc là sợ này. Vì bình thường thì người ta thường nói là khi mà phẫu thuật ý, một cái phẫu thuật lớn hay như thế nào đó thì cảm giác nó rất là ghê gớm, nặng nề lắm. Thế nhưng mà em thì chắc là cũng có trải qua cái tâm lý đó. Nhưng ngoài ra thì khi mà sau khi mình đến thăm khám tại bệnh viện ý, thì được các bác sĩ tư vấn thì mình cảm thấy là cái tâm lý đó còn hay không, với cả nó có được giảm bớt hay như thế nào không? Thì Hoa có thể chia sẻ thêm giúp chị được nhất. Dạ vâng, được ạ. Thì em cũng là một người lên mổ thì em cũng rất là có cảm giác lo sợ. Nhưng mà khi mà em được các chị tư vấn viên, các bác sĩ và đến đây thì được các chị hộ lý nữa, các chị đấy rất là tư vấn nhiệt tình. Từ lúc mà bước chân vào thì có các chị đấy hướng dẫn em lên tầng nào để mình có thể đo mắt khám mắt. Xong khi đó thì em đã đo mắt và khám mắt và chuẩn bị trước quá trình mổ rồi. Thì lúc mà bước vào phòng mổ thì lúc đấy em tâm trạng cũng là nhìn các thứ rất là kiểu là rất là sợ, nhưng mà các bác sĩ đã trêu đùa vui đùa với em để em cảm giác thoải mái. Hôm nay cũng là ngày 20 tháng 10 nữa nên các bác sĩ còn chúc em ngày 20 tháng 10 là một ngày thật là vui vẻ và có thành đạt các kiểu. Em cảm giác là rất là hạnh phúc trước khi mà lên bàn mổ. Ca mổ này em cảm thấy rất là thành công, tại vì sau khi mổ thì rất là nhanh, chỉ mất tầm 5 phút thôi. Nhưng mà mắt em bây giờ rất là sáng rồi, thì em chắc là hy vọng mấy ngày nữa thì mắt nó sẽ hoàn thiện hơn, chắc là sẽ sáng hơn. Và em rất là cảm ơn tất cả các bác sĩ, đội ngũ y tá và các chị tư vấn viên ở đây. Em chúc cho bệnh viện Mắt Hitech thì của mình càng ngày càng thành công hơn ạ. Rồi chị cảm ơn Hoa. Thứ nhất là hôm nay cũng là ngày 20 tháng 10 thì chị cũng gửi lời chúc đến em cũng như là tất cả những người phụ nữ trong gia đình hoặc là bạn bè của em. Và chị cũng thay mặt bệnh viện để gửi lời cảm ơn tới em cũng đã có dành được cái sự tin tưởng cũng như là hướng tới bệnh viện chị sau suốt thời gian vừa qua nhé. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chị cảm ơn Hoa.